Chào các bạn và chúng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của B Channel. Thì có bao giờ các bạn nghĩ rằng hai chiếc iPhone 6 cùng mua ở một nơi và cùng chất lượng, nhưng khi mà mua về chúng ta lại có xuất hiện các hiện tượng khác nhau, chẳng hạn như là màn hình chiếc iPhone 6 bên tay phải của mình nó là ám xanh hơn, hay là màn hình của chiếc iPhone 6 bên tay trái của mình là ám vàng hơn. Thì các bạn có tin được điều đó hay không? Chắc chắn là điều này khá là khó tin, bởi vì cùng là chiếc iPhone 6 mà cùng mua một nơi cũng như là cùng một nguồn cung cấp thì chắc chắn không thể nào lại có xuất hiện sự khác biệt như vậy được. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này, bởi vì sao? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video rồi nhé. Let's go. Ok, thì trước tiên thì mình sẽ đưa ra một ví dụ minh họa bằng cách đưa ra màn hình ở trên màn hình điện thoại cho các bạn coi. Thì trên màn hình điện thoại các bạn có thể thấy là sẽ có hai chiếc iPhone, thì bên tay trái thì nó sẽ hơi thiên về tông ám vàng hơn, còn bên chiếc tay phải thì nó sẽ hơi thiên về tông ám xanh hơn. Thì nhiều bạn cho rằng đây là một lỗi màn hình, hoặc không là do các bạn xài lâu nhiều quá thì nó sẽ bị oxy hóa, thì nên là màn hình nó sẽ bị lệch màu theo như cái chuẩn màu ban đầu. Tuy nhiên thì cái điều này thì sẽ có một phần đúng và một phần sai. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả khi các bạn mua chính hãng về nguyên siêu, nguyên box, nguyên hộp luôn, nguyên phụ kiện, chưa hề update một lần nào luôn, thì vẫn có thể dính được cái tình trạng này. Vậy thì nguyên nhân của cái tình trạng này thì là do đâu? Thì cái nguyên nhân thứ nhất đó là đến từ từng thị trường khác nhau. Chẳng hạn như là mình sẽ đưa ví dụ đó, chính là Apple sẽ khảo sát từng thị trường. Ví dụ như ở thị trường Mỹ thì họ sẽ chuộng màn hình có màn hình ám vàng hơn, nhìn cho dịu mắt. Hay là ở Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hơi ám xanh, còn ở Nhật Bản chúng ta sẽ có một màn hình khá là trong. Thế nên là những máy có phiên bản LLA là bên Mỹ nè, nó sẽ có hơi thiên về tông ám vàng một xíu. Còn những máy đến từ thị trường châu Á như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì nó sẽ có màn hình trong hơn, cũng như là sẽ có một đôi chút lệch về tông ám xanh hơn. Thế nên là đây là một điểm khác biệt đến từ từng thị trường. Vì vậy những máy xách tay về Việt Nam đến từ nhiều thị trường khác nhau, thế nên là nó sẽ có nhiều màn hình ám vàng, ám xanh khác nhau, tuy là cùng một chiếc máy là iPhone 6 hay là iPhone 7. Và còn cái nguyên nhân thứ hai đó đến từ chính nguồn cung ứng màn hình, chẳng hạn như là nhà máy sản xuất gia công như là Foxconn, thì Apple đã nhờ bên thứ ba là sản xuất màn hình. Vì Apple luôn luôn sản xuất từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm, thế nên là Foxconn luôn luôn phải đáp ứng đủ nguồn màn hình để cho sản xuất được iPhone. Thì tất nhiên con số này khá lớn, lên tới là có thể là lên tới 1 triệu, 10 triệu, 500 triệu chiếc. Thế nên là Foxconn luôn luôn phải nhập từng đợt hàng về. Thế nên là những đợt hàng như này nó sẽ có cái chất lượng màn hình khác nhau. Và cũng như là không chỉ là Foxconn là nguồn cung ứng phần màn hình, thì ngoài ra thì Apple còn có cả nguồn màn hình bên cả Samsung nè, hay là LG, hay là TCL. Thế nên là sẽ có những màn hình có chất lượng khác nhau đến từ từng cái nhà máy gia công khác nhau. Thế nên là điều này chúng ta phải chấp nhận. Vậy đó là những nguyên nhân, lý do tại sao mà tuy chúng ta mua cùng một chiếc iPhone nhưng nó lại mang ra chúng ta chất lượng màn hình khác nhau. Tuy nhiên lỡ như ví dụ chúng ta mua một chiếc iPhone về nhưng nó lại có một màn hình ám màu mà chúng ta không thể thích, thì không lẽ chúng ta lại tiền mất tật mang hay sao? Thì tất nhiên là không, bởi vì Apple ngay từ khi lên iOS 10 thì Apple đã cho phép chúng ta có thể thay đổi sắc độ của màn hình. Chẳng hạn như là khi mà mình bật cái phần cài đặt lên nè, chúng ta vào phần gọi là cài đặt chung, thì trong phần này thì chúng ta sẽ vào phần gọi là trở năng. Thì trong cái phần trở năng chúng ta sẽ chọn gọi là thích nghi màn hình. Thì trong cái thích nghi màn hình chúng ta có thể bật gọi là bộ lọc màu. Đó, chúng ta sẽ bật cái bộ lọc màu này lên thì chúng ta vẫn có thể thay đổi từng cường độ màu nè, hay là chúng ta vẫn có thể thay đổi từng sắc độ màu khác nhau. Ví dụ như nó hơi ám vàng thì mình sẽ đẩy nó thiên về màu xanh, rồi sau đó mình sẽ tăng cường độ lên để có thể giảm được cái độ ám vàng của màn hình mình đi. Thì đó là cái cách hiện tại mà Apple cho phép chúng ta có thể thay đổi cái màn hình ám vàng hay là ám xanh tùy theo sở thích chúng ta. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là hiện tại trên thị trường nó sẽ có 3 loại màn hình iPhone khác nhau. Thứ nhất là màn zin, thứ hai là màn zin ép kính, và thứ ba là màn cuối cùng là màn lô. Thì để mình nêu ra đặc điểm của ba loại màn hình này cũng như là cách nhận biết ba loại màn hình này. Thì thứ nhất, màn zin thì nó giống như một cái màn hình iPhone bình thường, nó rất là có chất lượng được đạt chuẩn Apple nè, nó không có bị hở sáng hay là không bị viền. Nói chung là màn zin là gọi là màn chính gốc, màn chính hãng của Apple. Và đặc điểm nhận dạng của cái màn zin này thì các bạn sẽ thấy là màn hình khá trong trẻo cũng như là màu sắc rất là tươi, và nó sẽ có độ bền rất là cao và không hề bị xước sát gì cả. Còn màn hình thứ hai đó là màn hình zin ép kính. Thì cái zin ép kính này như thế nào? Thì nó sẽ có cái cụm từ zin, thì có nghĩa là chất lượng nó vẫn đạt chuẩn Apple cũng như là rất là ok cùng về chất lượng, bởi vì đó là màn zin của Apple, màn chính gốc của Apple. Tuy nhiên thì nó đã bị xước sát một xíu.
Thế nên là nó phải đi ép kính lại, thay cái màn kính ở lớp phía trên lại. Thế nên là nó sẽ bị tình trạng như sau. Thứ nhất, để nhận biết được cái màn zin ép kính này thì nó sẽ bị hơi gọi là hơi hở sáng ở phần viền màn hình hay là phần các góc cạnh màn hình thì nó sẽ bị hơi hở một chút, bởi vì trong quá trình thay ép kính thì nó sẽ gọi là đã bị bung rồi, nên là khi mà nó bị lắp vô lại thì nó sẽ có một chút gọi là không chắc chắn, cũng như là mình không dám chắc 100% là nó sẽ kích hoàn toàn. Thế nên đây là cũng là một phần đặc điểm nhận dạng của màn zin ép kính. Và còn cái màn hình thứ ba đó là màn lô, thì hay như vậy chúng ta còn có thể gọi màn lô này gọi là màn fake, thì chúng ta có thể nhận biết khá là dễ dàng màn phát rồi. Thì nó sẽ có màn hình nói chung là khá là xấu, cũng như là màu sắc hiển thị không có rõ, cũng như là khi mà mình vô màn hình thì mình sẽ cảm thấy rất là khác biệt ngay khi mà chúng ta nhìn màn hình zin, và cũng như là màu sắc không khá là nhợt nhạt, cũng như là nó sẽ mang lại chúng ta độ gỗ khá là khó chịu, và cũng như là nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta cái độ bền không cao, mà khi chúng ta rơi khoảng cách rất là gần thôi, khoảng tầm từ 50cm trở xuống thì nó vẫn có thể bị nứt hay là bị vỡ một chút góc cạnh ở phần màn hình. Thế nên đây là một đặc điểm nhận dạng của phần màn hình fake. Thì tất nhiên thì trong ba loại màn hình này thì chúng ta sẽ khó phân biệt nhất là màn hình loại 1 và loại 2 mà thôi. Còn về màn loại 3 thì chúng ta khá là phân biệt dễ dàng. Thì đó là chia sẻ của mình về ba loại màn hình iPhone hiện nay trên thị trường. Thì các bạn có những ý kiến hay là có những cách khắc phục nào về màn hình iPhone, hay là có những cái thông tin nào về nữa về phần màn hình iPhone, thì hãy comment phía dưới để chúng ta hãy cùng nhau giải đáp và thảo luận nhé. Và cũng như là các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like để làm subscribe kênh video này nhé. Và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào đến từ tụi mình. Và mình là Sơn, mình đến từ VChannel. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Bye bye.